Trong điều trị bệnh tim mạch, y học cổ truyền có những quan niệm rất khác biệt so với y học hiện đại. Vậy sự khác biệt đó là gì? Ngay sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Bá Do, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam sẽ giải đáp giúp bạn. Y học cổ truyền thì từ xa xưa đến bây giờ chưa, các cụ không nói tới như chúng ta gọi là mạch vành hay động mạch gì cả. Mà các cụ vẫn có những bài thuốc mà tác động tới tạng tâm. Theo cái lý thuyết y học cổ truyền là như chúng ta vừa nói, phải thông thoáng thì thông bất thống mà. Phải giải quyết vấn đề lưu thông khí huyết. Các cụ nói lưu thông khí huyết, khí và huyết. Thì cái bài thuốc của các cụ là vẫn phải bổ khí huyết, mà hành huyết, hoạt huyết, lương huyết. Đấy, thì đấy là có rất nhiều vị, mà những vị gọi là thần dược cổ phương. Cái đây khoảng hơn 10 năm có các cơ chuyện nghiên cứu về cái bài thuốc huyết phủ trục ứ thai. Huyết phủ trục tức là loại ứ, tức là ứ tắc, cái thang thuốc nổi tiếng lắm. Và một số bệnh viện nghiên cứu, bệnh viện y học cổ truyền trung ương, học viện quân y, bệnh viện y học cổ truyền quân đội đã nghiên cứu cái bài thuốc này, tức là để giải quyết cái vấn đề sơ vữa mạch máu. Cái y học cổ truyền là toàn bộ các thảo dược và tác dụng với mục đích là giãn mạch, với mục đích là thông thoáng thành mạch. Nhưng bây giờ chỉ chúng ta gọi là để làm thông thoáng thì có thể là hạ mỡ máu chẳng hạn, rồi hạ rồi thế nọ thế kia, nhưng các cụ là cơ hoàng huyết, hành huyết và lực huyết. Chúng ta biết là 20 năm về đây, chúng ta phải nói như thế đi, 20 năm về đây thì xu hướng của thế giới và Việt Nam là điều trị những cái bệnh nói chung và đặc biệt các bệnh mãn tính. Mãn tính là nên kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền. Còn thực sự Việt Nam chúng ta biết rồi, Tây mới có gần 300 năm. Còn y học cổ truyền là có từ 4.000 năm nay. Nhưng không hiểu tại sao Tây lại cứ coi nhẹ Đông y. Nhưng thực sự 4.000 năm trước các cụ chữa các bệnh này cả thôi, mà vẫn hiệu quả chứ. Và chúng ta vẫn khỏe mạnh. Vậy nếu bây giờ lắm bệnh tật như này đâu. Nếu bạn quan tâm và muốn được tư vấn chi tiết về sản phẩm hỗ trợ tim mạch Vương Tâm Thống, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc Zalo 0962 546 541 để được hỗ trợ.